Hồ Văn Cường đã ký hợp đồng lớn với bầu show hải ngoại, sẽ lưu diễn tại Úc 3 tháng với cắt xe khủng. Tin vui nối tiếp tin vui thì thông tin Hồ Văn Cường vừa ký hợp đồng với mức cắt xe là 200 triệu đồng một show trong nước đã gây nhiều bất ngờ và hạnh phúc đối với các khán giả yêu mến giọng ca nhí. Giờ đây một lần nữa, phía ekip mới của ca sĩ nhí Hồ Văn Cường tiếp tục thông báo tin vui tiếp theo đến với công chúng. Khi cho biết một bầu show tại hải ngoại đã vừa thỏa thuận xong với Hồ Văn Cường về mức cắt xê khủng để mời Cường sang tận Úc để biểu diễn cho các kiều bào nơi đây. Một bước tiến quá rõ rệt của tài năng nhí khi về chung một mái nhà với thầy Ngọc Sơn và doanh nhân Bầu Thụy. Khi liên tục nhận được bầu show diễn vô cùng đắt giá và tầm cỡ, Trước đây, sau khi có những động thái ngầm tẩy chai từ phía một trung tâm ca nhạc nổi tiếng tại hải ngoại, nhiều người đã từng lo lắng sẽ không được gặp hoặc nhìn thấy cậu bé gò công dễ thương xuất hiện trên vùng trời hải ngoại. Nhưng giờ đây một vị bầu show có tiếng tại Úc đã không tiếc giá nào và nâng cấp xê khủng để mời Hồ Văn Cường biểu diễn bằng mọi giá cho cộng đồng người Việt tại Úc. Sau khi thông tin này được đăng tải, hiện tại những văn ruột của Hồ Văn Cường tại hải ngoại đang bắt đầu tìm kiếm và bắt đầu đặt vé để có thể chứng kiến giọng ca nhí một lần nữa xuất hiện trên bầu trời hải ngoại. Thời gian qua, con số cắt xe 200 triệu đã được một số người góp ý kiến, ekip Hồ Văn Cường đã không nên công khai chi tiết như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc các bầu xô trong giới muốn mời Hồ Văn Cường tham gia nhưng ngại giá cắt xe cao quá. Lần này phía công ty quản lý mới của Hồ Văn Cường chỉ đề cập đến nội dung Hồ Văn Cường vừa chính thức ký hợp đồng năng ký với phía hải ngoại mà không hề tiết lộ cắt xe khủng cỡ nào là bao nhiêu. Nhưng thiết nghĩ với độ hot hiện tại của ca sĩ thì con số mà bầu xô hải ngoại muốn mời em về hát tại đêm nhạc của mình thì không thể là con số nhỏ như những ngôi sao nhí bình thường khác. Dạo gần đây, một số anti-fan đã bắt đầu có những đồng thái ngầm hiểu và bắt đầu dần chấp nhận cường hơn thời gian trước. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu khi thật ra thần đồng âm nhạc nhí cũng không phải là người gây ra tất cả mọi chuyện lùm xùm vừa qua. Chính bản thân cũng là người chịu thiệt hại nhất sau những scandal với mẹ nuôi. Mặc dù có nhiều người đang muốn chia rẽ mối quan hệ mẹ con của em, nhưng Hồ Văn Cường không hề quan tâm và vẫn âm thầm thờ cúng mẹ nuôi tại nhà, chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ phía thầy Ngọc Sơn và cố gắng mỗi ngày để không phủ lòng đại gia Bảo Thuy. Tất cả những việc ca sĩ nhí đang làm như một cách ngầm chứng minh, Cường đang ngày càng đi đến con đường thành công trong sự nghiệp ca hát mà mẹ Phi Nhung cần mong muốn em đạt được.